Thanh lý bộ cầu trục loại 1 tấn này. Cái phần trụ dưới là 1m2 này, còn cái phần bên cần này, m2 nữa. phần bên cần này là 1m2 này, 1m2 thì tính rút ra nhá, 1m2 là phần nó có thể rút dài ra khoảng 1m1 nữa đấy, chưa lắp tời nhé. Cái bộ này là bộ chưa lắp tời, là 1 tấn và loại 5 tạ. Bên em có 2 loại là 1 tấn, 1 loại 5 tạ. Thanh lý 2 cái loại đấy. Cái này có thể xoay vòng tròn nhá, nó có vòng bi ở trong này đấy. Còn đây là 3 cái điểm chốt để nâng hạ cần này, 3 góc độ này. Cần này có thể rút ra rút vào được này.